Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Babylon. Thì để tham gia dự án này các bạn click vào link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot. Sau đó thì các bạn chatbot phản hồi chút xíu nữa các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kênh group nè các bạn. Các bạn son sao các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi, các bạn bấm vào continue các bạn. Tổng buôn ngoại góp này là tới 2.800 đô đúng không ạ? Rồi tiếp tục con số tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow từ Twitter và reward. Và reward tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Trên từ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn cho bạn viết ra game nè các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào. Các bạn tweet lên các bạn. Con này nó có IDO trên Chupat và Chatbot nè các bạn. Rồi bạn bấm vô submit tên nè các bạn. Rồi các bạn bấm kiểm tra có join group không, join xong các bạn bấm join net. Sau đó các bạn gửi đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì tại Twitter nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi đến Chatbot nè các bạn. Rồi sau đó mình gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet hoặc là MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó mình bấm vào account của bạn. Ok. Rồi các bạn bấm vào web firm, lấy cái firm link ghép chia sẻ cho bạn và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Đây là một kèo random. Tổng giải thưởng là 2.500 đô random cho 5.000 người nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.